Sau 2 tiếng đồng hồ thực hiện MV, giờ ăn trưa cũng là lúc các thành viên xem và bình chọn MV của nhau. Cảm ơn đứa đầu tiên ở Bảo Lộc nha. Vô. Rồi bây giờ sẽ như vậy, mọi người sẽ chấm điểm. Ai là người thua cuộc sẽ bị phạt cái gì đó thì do tất cả các team mình tự đề ra. Rồi bắt đầu bằng cái clip của C và anh Phú. Rồi bắt đầu đây rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị coi nè, cắt luôn. Thôi. Đây, cái này của Thi với Tiên nè. Edit thôi, còn nội dung và diễn xuất thì nhưng ok. Có phần hiểu nội dung đúng không? Cũng hiểu, sơ sơ. Coi nội dung anh của... ok. Tình yêu của ai à? Của ai à? Của anh hả? Sẽ không biết người như vậy đằng sau lời nói cô che đậy. Baby, em dừng lại đây. Đã bao nhiêu lần em ở với anh. Ngày mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi. Đã bao nhiêu lần em ở với anh. Sự từng câu nói chơi để tìm là nỗi buồn. Bao nhiêu thế giới tương lai cũng không đang say trong giấc mơ. Một nghe kiện xa tình ta thì quá đang giận thơ. Ok. Ok, ổn rồi. Của ai vậy? Đó của ai? À, của Hưng. Không, coi rồi nhận xét chính xác nghe ấy nha. Nè, Thi, coi. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Giống thiệt ha, giống thiệt mà.
sẽ để em mặt trời lại gần.